Định bóng đá Việt Nam và Oman lúc 19 giờ ngày 24 tháng 3. Chiến thắng trước đội tuyển Oman sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Thái Lan để trở thành đại diện Đông Nam Á có điểm số cao nhất lịch sử ở vòng loại cuối cùng World Cup dành cho các đội châu Á mạnh nhất. Đây có thể xem là một giai đoạn khó khăn cho đội tuyển Việt Nam khi hàng loạt cầu thủ trụ cột như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Đức, Đình Trọng, Văn Lâm không thể góp mặt vì chấn thương hay dương tính với COVID-19. Ngoài ra, trong giai đoạn tập trung, ông Park cũng liên tục phải đón tin thất thiệt như Xuân Trường, Hải Huy, Hồng Duy, Văn Hoàng dương tính với COVID-19 và không thể tham gia tập luyện. Dẫu sao, trong cái rủi cũng có cái may. Việc được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thể hoạt bổ sung cầu thủ. Hai cái tên có thể xem là thay thế hữu dụng nhất cho đội tuyển Việt Nam thay thế các gương mặt chấn thương và dương tính với COVID-19 là Đức Huy và Tấn Trường. Khả năng tranh bóng bổng tốt, thủ môn Tấn Trường có thể giải quyết những pha đá phạt góc rất khó chịu vốn đã khiến Việt Nam thủng lưới ở lượt đi từ phía Oman. Khi đó, Đức Huy có thể xem là dự bị tốt nhất hiện tại mà Việt Nam đang có. Phía sau bộ ba kép chính ở tuyến giữa gồm Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải thì cũng là bộ ba tiền vệ trung tâm chất lượng nhất mà Việt Nam đang có trong tay. Và họ đều sung sức hướng tới trận đấu với Oman vào ngày 24 tháng 3 tới. Tương tự, hàng tấn công của Việt Nam khá đa dạng với nhiều sự lựa chọn như Tuấn Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Đức Trinh. May mà tuyến tiền vệ và hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam không phải hứng chịu cơn bão F0, chỉ là một vài chấn thương của các cầu thủ. Nhưng việc Phan Văn Đức vắng mặt đáng tiếc chẳng hạn, Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, bộ ba trong mơ của thầy Park vào lúc này chính là chiếc chìa khóa để đưa đội tuyển Việt Nam đến chiến thắng. Trong một thế trận chúng ta sẽ chơi phòng ngự phản công và bị đối phương pressing rất rát. Những tình huống chuyển trạng thái cực nhanh của bộ ba cộng thêm sức càn lướt và sự sắc bén của Tuấn Hải, Tiến Linh ở phía trên có thể đem đến niềm vui cho đội chủ sân Mỹ Đình. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi và lượt về nằm ở thứ vũ khí tinh thần. Khi thầy trò ông Park không còn phải đối diện với áp lực buộc phải thắng, cũng là lúc mọi gánh nặng đã được cởi bỏ. Chưa kể đến là sân nhà Mỹ Đình hứa hẹn sẽ tiếp lửa cho Quang Hải và các đồng đội. Mỹ Đình từng chứng kiến rất nhiều những khoảnh khắc đẹp của bóng đá Việt Nam. Mỹ Đình cũng là nơi binh đoàn Rồng Vàng tạo ra lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup. Hãy để thánh địa này một lần nữa là địa điểm để đánh dấu cái kết viên mãn nhất cho bóng đá nước nhà sau một hành trình dài và vất vả. Một điểm có thể khiến các cổ viên nhà mở hội và ngày hội đó sẽ tưng bừng hơn nữa nếu đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước khi gặp lại Mỹ Đình vào một ngày rất lâu sau đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.